năm 61 tôi được học nghị quyết một tháng, rồi chú ngay ở trên cụm trên trên phòng đó giao tôi xuống là bây giờ công tác mặt là đầu tiên gặp ông ẩn. Nhưng mà hồi đó tôi đón ổng cũng như ông Khổng vậy nghe, đón tới 3 ngày không ở trên cho tôi đi lại đón ổng, mà không biết tại sao mà tôi đón tới 3 ngày không, mà tôi trong bụng cũng buồn. Thế ông này sao như ông Khổng Minh vậy không, thì chỉ cho lại cái chỗ nhà thờ viện sĩ thì lại đón mà đi 3-4 lần đi viết cái bó quà cái méo hết trần, cái đi hoài không thấy. Cái tôi đi về, tôi về cái bữa sau đi lần bữa thứ hai cũng không gặp. Cái một bữa thứ ba đó gặp ông gặp cái ấm vô lớn này nè, hồi đó hút cho cái ấm điếu bự á, ấm vô này nè, trời thấy ông cao lớn đi ra phải không, nào cái thấy mừng quá. À, cái tôi hỏi ông cậu phải đi chơi hả, cái dạ chị ba đi chợ hả, cái thì hai người gặp nhau thì ở dùng sôi đậu dùng mà kêu bằng nửa ta nửa địch, thì từ đó họ đưa cái người chính thức đi ra đây mới liên lạc với tôi. Rồi cái người đó thì là hoàn toàn hợp pháp bên này, rồi vô dùng sôi đậu, từ dùng sôi đậu đi vô dùng giải phóng, không nó mới đưa lên trên rồi nó mới gửi, mới bánh máy nó gửi ra Hà Nội. Thì hồi đó đầu tiên đặt ông Khắp viết cái chữ tổ vậy nè, tôi tài liệu ông Khắp xong rồi thì xuống là giao cho ông, thì đâu biết ông tên gì đâu. Thì sao nó giải phóng rồi tôi mới biết ông tên Ẩn tên Trung chứ. Tôi nói vậy ha, cái năm 66 đưa ra 5 thiếu tá tình báo, thì khi mà 69 về chỉ còn mình tôi, nghĩa là 5 người để điều khiển 5 cái lứ, thì có người bị thủ tiêu như anh Nguyễn Văn Lộc mà bây giờ Kiên Dương Anh Hùng lực lượng võ trang năm rồi đó nha, anh cũng cụm trưởng, rồi có những cụm tiêu tan đưa vô cái dành móng ngựa của tòa án quân sự ngụy, như là cụm A-6 của anh Ba Minh, anh Vũ Ngọc Nhã, anh Quỳnh Văn Trọng rồi đó, đứng một dãy trên cái tòa của nó, thì nói chung nhiều cụm tan dở và bị bắt. Mình phải nói một cái đối thủ là tình báo Mỹ thì không vừa đâu, thấy không, vô đó mà so cũng như so găng với tình báo Mỹ là không mới vừa đâu. Lúc trước khi á tôi đi làm cách mạng là vô trong cái ngành này đó, là tôi nó tình nguyện không? Một là chết, hai là không có khai, nhất định là không khai báo cái gì. Theo mình tôi nó chết một lần chứ không chết hai lần, theo mà chết vinh hơn là sống nhục. Mình chiến đấu, mình làm tình báo trong một cái chiến tranh nhân dân để làm cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thành ra cái đó nó hợp lòng dân vậy đó, mà đặc biệt đế quốc nó không thể có được. Và đó là chúng ta tùng lên giặc ở chỗ đó. Trong 15 năm liên tục, cụm tình báo H63 đã lấy Củ Chi làm bàn đạp để đảm bảo liên lạc thông suốt giữa cấp trên với Phạm Xuân Ẩn. Tất cả bắt đầu vào một ngày cuối năm 1960, người nữ giao liên Tám Thảo được cử nối lại liên lạc giữa cấp trên và ông Phạm Xuân Ẩn sau 2 năm mạng lưới bị đứt vỡ. Bà đưa ông Ẩn vào Phú Hòa Đông nhận nhiệm vụ. Sau đó, việc giao liên được các đồng chí cấp trên giao lại cho bà Nguyễn Thị Ba để đảm bảo bí mật và an toàn. Chỉ những khi có việc đột xuất thì ông Ẩn mới tìm đến bà nhờ liên lạc và chuyển thông tin giúp. Nói một cách hình ảnh, bà là một con đò đưa qua bờ kia cho cách mạng bao nguồn tin quý giá. Là phiên dịch cho một thiếu tá tình báo Hải quân Mỹ, bà lấy được nhiều tài liệu phục vụ cho cách mạng và sau trận mậu thân được thưởng huân chương chiến công. Từ năm 1969, bà vào hẳn trong chiến khu và do vậy may mắn hơn ông Ẩn vì có thể đường hoàng mang chiếc huân chương kia trên áo. Tôi nhớ là một lần đi trên cái xe rồi nâng cấp á, đi thẳng về hướng về Dinh Độc Lập, tôi nói cái tài liệu anh đưa ra rất có giá trị và ở trên báo là thưởng cho anh cái huân chương chiến công hạng nhất, thì anh trầm ngâm vậy lâu rồi ông nói: đời tụi mình làm tình báo không biết có bao giờ tụi mình được đeo những cái huân chương đó không, vì cái màn này chương hạ mà biết chưa biết bao giờ nó sẽ hạ màn thì làm sao mà mình trở lại đời thường để đeo cái đó. Những câu nói mà tôi rất nhớ mãi là một con người quyết phục vụ suốt đời, yêu ngành yêu nghề, phục vụ suốt đời cho đảng cho cách mạng cho đó.
Ông Ẩn không giả vờ khiêm tốn khi nói rằng những phần thưởng ông nhận được đều quá lớn lao. Vì dù tận sau ngày chiến thắng, ông mới được biết về những tổn thất của cụm H-63. Nhưng là một nhà báo bẩm sinh, ông có thể hình dung các đồng chí của mình phải hy sinh như thế nào mới bảo vệ được những nguồn tin quý giá mà ông chuyển về cho cách mạng. Ai từng quen biết ông Ẩn không thể không nhớ đến những con chó của ông. Những con vật khôn ngoan và trung thành cũng là hai đức tính hàng đầu của nghề tình báo. Cùng với chiếc xe Renault cũ kỹ, một chú chó tháp tùng là hình ảnh quen thuộc của ký giả nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn. Ra vào các nhà hàng Victory, Girard hay Continental là những nơi lui tới của dân báo chí và các chính khách, ông đều dắt chó theo. Khi ông sao chụp tài liệu thì chó canh cửa cho ông. Còn với bên ngoài thì đó là một thứ ngụy trang tuyệt hảo cho phong cách sống kiểu Tây phương đương đại. Mấy ai biết ông không chỉ xem chó như một vệ sĩ, là kẻ canh giữ, mà còn như bạn bè. Hơn thế nữa, ông từng nói rằng con chó dạy ông lòng trung thành, cũng như loài chim khuyên ông luôn làm việc, còn loài cá thì dạy ông cách im lặng. Từ năm 62 thì ông đã cung cấp cái kế hoạch Staley Taylor, tức là cái kế hoạch bình định miền Nam bằng cái ấp chiến lược, bằng cái quốc sách ấp chiến lược đó. Thì ông lấy nguyên cái tài liệu đó ra cho cách mạng. Thì như vậy tài liệu đó đưa cho tôi đưa giao thông, đưa về trên, và trên đánh giá rất cao để mà phá cái quốc sách ấp chiến lược của giặc. Rồi kế hoạch McNamara, hàng rào điện tử, rồi tăng cường cái ngân sách quốc phòng như thế nào, rồi huấn luyện binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thế nào, có những cái tài liệu huấn luyện về để hoài là chiến lược, chiến thuật, strategic tactic. Thì như vậy là nó về cái này nè, chụp hình nguyên bản đưa ra ngoài Hà Nội để mà biết Mỹ nó huấn luyện Việt Nam Cộng Hòa, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa theo cái phương hướng này, và trên nó cũng đánh giá rất cao cái đó. Và từng năm quý nhất là ông lấy được những cái tài liệu của từng năm của giặc, kêu bằng cái kế hoạch AB, từ AB 146 mà đổ tới sau này. Thì AB là gì? Là tất nhiên là cứ tháng 11 năm nay vừa kết thúc cái khóa đó, thì như vậy là nó đã soạn cái kế hoạch cho năm tới, thì nó gọi là AB. Thì như vậy là mỗi một bên là cái tay tổng chỉ huy của Mỹ bên đây ký, bên là tay Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng của Việt Nam Hòa ký. Thì kế hoạch đó nó ký xong một tuần thì ông Ẩn lấy được và đưa ra ngoài Bắc để mà nghiên cứu. Thì cái đó rất là có giá trị, là gì? Giặc nó trù tính năm tới làm cái đường hướng, cái chính sách, cái chủ trương như thế nào, và cái chiến lược chiến thuật nó đi làm sao, thì chúng ta nắm được cái đó. Tất nhiên là ông Ẩn từng năm cung cấp cái đó và nhiều cái kế hoạch đột xuất khác. Ví dụ như kế hoạch mà tụi nó sẽ đảo chánh, sẽ đánh qua Campuchia năm 70, ông cũng báo trước. Và cái kế hoạch mà ném bom để tiêu diệt cái rừng của Trung ương cục năm 70 đó, cái cuộc đảo chánh mà Lenin nó lật xe nút xuống cũng được báo trước cho chúng ta. Còn cái kế hoạch mà nó hàng ngang cái đường chỗ đường chính năm Lào, cuộc hành quân đó cũng báo trước. Thành ra mình mới dồn các binh hỏa lực vô dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn để mà đánh bại cái đường chính năm Lào. 8 giờ ngày 8 tháng 2 năm 1971, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố mở cuộc tiến công cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh. Hoàn toàn không ngờ rằng đối phương đã biết tường tận về chiến dịch gọi là Lam Sơn 719 này.